Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sora Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được một lô lan rừng giả hạt. Và giả hạt này là nguồn gốc xuất xứ là từ vùng rừng Đắk Lây của Kon Tum nha mọi người. Và hàng bà con mới về trong ngày nên rất là tươi. Đó, rồi trong đây thì tổng cộng là có 37 dê nha mọi người. Thì có cả dê to, có dê nhỏ, có cả dê nguyên bản luôn. Đó, thì em sẽ quay lần lượt từng dê cho mọi người xem nhé. Đó, thì đầu tiên cái dê số 1 đây. Đó là một cái dê khá là VIP. Nó đang có hai mầm tơ lên nè, rất là khỏe luôn. Lá thì nhìn rất là tròn. Đó. Và nó có hai cái thân tơ đang ra hoa. Đó. Và mọi người nhìn xem cái thân già này, rất là đỏ luôn, đỏ chết. Đó. Hai thân tơ này thì có một thân tơ là nó bị gập tự nhiên trong rừng nha mọi người. Đó, nó bị gãy rồi. Tuy nhiên là cái thân tơ này thì nó không ảnh hưởng gì đâu, nó vẫn sổ hoa bình thường thôi. Đó. Đó. Hai cái mầm gốc lên rất là khỏe. Nó vẫn còn một số cái cây rừng nó mọc nó bám trong nè. Đó, cái dê đầu tiên. Rồi tiếp theo là sang cái dê số 2. Dê này thì cũng đang nụ. Đó. Đang nụ nha. Rất là dài. Dài chắc tầm 5 mấy cm. Đó, đây. Này thì mầm gốc chưa lên, tuy nhiên là có mắt ngủ là bắt đầu nó sưng sưng rồi. Đó, mắt ngủ của nó. Thì từ từ dần dần nó sẽ lên mầm gốc nha. Dê số 2. Tiếp theo là dê số 3. Số 3 thì mầm gốc đã lên. Đây. Mà mầm tơ cũ thì đang hoa rất là sai nè mọi người. Thân già cũng rất là tím. Đó, cái đặc điểm của hàng bốc rừng thì không lẫn vào đâu được. Nó từng mảng nè mọi người. Rồi, tiếp theo sang dê nữa. Thì trong đây em đếm rồi 37 dê thì em sẽ không đếm lại nha, em sẽ quay lần lượt từng dê luôn. Đây. Tiếp theo. Mầm gốc đang lên rất khỏe. Mầm tơ cũ đây, đó đang nụ nè. Đó. Rồi sang một cái dê đây rất là VIP luôn mọi người. Nó 1 2 3 4. 4 cái mầm con mầm gốc đang lên nha mọi người. Và nó có 4 mầm tơ luôn. Một mầm tơ nè. 2 mầm tơ, 3 mầm tơ. Thêm một mầm tơ nữa là 4 mầm tơ đây. Đó. 4 mầm tơ. Một cái dê, nguyên dê luôn nhé mọi người. Nguyên một dê lớn luôn. Đó, rất là đẹp. Dê này thì rất là VIP luôn. Đó. Dê này nó có thể tương đương với 4 dê rồi, 4 5 dê rồi luôn á. Mà nó được cái nó đặc điểm rất hay là nó nguyên dê. Rồi tiếp theo nữa là cái dê này. Đó, mầm gốc đây. Mầm tơ đang nụ đây. Đó. Rồi tiếp theo nữa. Đây, về đây thì nó có hai mầm gốc lận. Đây, mầm tơ đang nụ đây. Có cả cây, có những cây nhỏ đang lên này. Đó, thì em bên em bán là giữ nguyên tình trạng của cây lúc từ rừng về luôn nhé mọi người. Còn nguyên cây, nguyên cây, nguyên đồ là giữ nguyên luôn. Rồi tiếp theo nữa là về này. Đó. Cũng đang nụ luôn. Rồi tiếp theo nữa, giờ này. Đó, đang nụ, lá rất đẹp. Tiếp theo nữa. Giờ này. Cái lô này rất là đẹp nha mọi người. Đang nụ, đang sưng nè. Rồi, tiếp theo giờ này. Đó. Mạng này. Rồi tiếp theo nữa là dê này. Dê đây. Đang lên. Đang lên rất khỏe. Nói chung các dê nó đều có mầm gốc hết nha mọi người. Đó, mầm gốc đang lên nè. Đó. Đó, đang hoa, đang nụ nè. Đây. Về đây thì nhỏ thôi. Đó. Tiếp theo nữa, về đây. Đây, mầm gốc đang lên nè. Mầm tơ thì đây. Tiếp theo nữa. Cái này thì nó có hai mầm nữa. Một về nè, hai về, hai mầm. Tiếp theo đây nữa. Đây.
Tiếp theo nữa, tím nè, tím rìm rất đẹp. Tiếp theo đây, đó, dạ hạt trong rừng nó hay mọc trên mấy dây leo mà, dây leo rừng nè. Mầm đây. Rồi tiếp theo nữa là dây này. Đây, mầm gốc rất là tím nè, nụ nè. Rồi tiếp theo đây nữa. Rồi đó. Tiếp theo đây có một nụ nè, mọi người xem. Rất nhiều dề đang nụ nha mọi người. Lỗ này rất là đẹp á. Dề này cũng vậy, đang nụ nhỏ nè. Này tím nè, tím rìm rất là đẹp. Đây cũng vậy, tím nè. Đây nữa. Đây đó. Đây nữa. Dề này thì lá, lá này rất đẹp luôn. Rồi trong đây là có một số dề nguyên bản luôn. Đó, dề đầu tiên. Dề này có hai con, hai con lận, một con này với con kiến nhỏ nữa. Dề đây nữa. Đó, xanh lè. Đây nữa. Đây, kiến này rất là đẹp, rất nghệ thuật nha mọi người. Nhìn xem. Thân nù đốt ngắn, lá tím rịm. Đây. Con này cũng đẹp không kém. Và bên đây nữa. Đây, đó. Thì tổng cộng là 37 dê nha mọi người. Đó, lô hàng hôm nay rất là đẹp luôn. Đó, thì em mọi người xem. Rồi mọi người có nhu cầu mua thì liên hệ tới số điện thoại em để trên tiêu đề nhé. Và em bán nguyên lô luôn. Đó, thì mọi người mua thì cái này thì chuyển khoản trước nha, chứ bên em không ship code cái hàng này. Đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip bán lan tiếp theo ạ. Tổng cộng là 37 dê nha mọi người. Đó.